Em vợ cũ là yêu nhau từ lớp 9. Rồi. Sau đó là cưới nhau mấy năm? Được 16 năm. 16 năm? Dạ. Có mấy cháu? Em hiện có một thằng bé là năm nay là vào lớp 12. À rồi. Ta đi mang mỗi cái ba lô đi thôi. Em thì chỉ có một mối tình đầu tiên là ông xã của em. Hai người quen nhau được 3 năm rồi cưới. Xong rồi cưới nhau được 21 tháng 16 ngày thì anh mất tới giờ ạ. Dạ em có một bé gái 12 tuổi ạ. Xin mời nhà gái. Hey, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Hey, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em chào chị Ngọc Lan và chào anh Huyền Linh ạ. À. Dạ em xin chào anh bên kia ạ. À. Chào em. Dạ. Em tên là Nguyễn Hương Thảo. Em sinh năm 1984 ạ. À. Em là giáo viên mầm non ạ. À. Em đến từ đâu vậy Thảo? Dạ, em là cô gái Bình Dương. Mình dạy mầm non ở huyện nào ở Bình Dương vậy? Dạ em dạy ở huyện Phú Giáo ạ. À. Phú Giáo. Vậy là giáp ranh Bình Phước ha. Dạ. Mời em trai. Và em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Đức Hùng. Em năm nay là 42 tuổi. Quê thì ở Nghệ An, nhưng mà hiện nay thì em đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Em làm gì? Dạ em công tác trong ngành dầu khí. Dầu khí hả? Vũng Tàu em ở với ai? Em ở một mình. Một mình luôn? Dạ. Rồi nhà của mình ngoài đó luôn? Nhà thì trước thì em có, nhưng mà hiện giờ thì em đang chưa có. Thực ra thì trước đây em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất là sâu đậm nhất với em, cùng là mối tình đầu luôn. Em và vợ cũ là yêu nhau từ lớp 9. Rồi. Sau đó là cưới nhau thì mấy năm? Được 16 năm. 16 năm? Dạ. Có mấy cháu? Em hiện có một thằng bé là năm nay là vào lớp 12. À rồi, em ra đi để là cái nhà đó dạ, cho tất vợ cả, tất cả thứ cho là vợ em luôn. Đi là hết em. Rồi anh hiểu rồi. Ra đi mang mỗi cái ba lô đi thôi. Mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai thì em quen được một năm. Em cứ nghĩ là sẽ xác định nhá. À. Nhưng mà cuối cùng là người ta em thấy không ổn lắm. Còn cô giáo tên Thảo. Cô giáo có bao nhiêu mối tình rồi nè? Em thì chỉ có một mối tình đầu tiên là ông xã của em và anh ấy đã mất cách nay 12 năm thôi ạ. Hai người quen nhau được 3 năm rồi cưới, xong rồi cưới nhau được 21 tháng 16 ngày thì anh mất tới giờ ạ. Thảo có con chưa? Dạ em có một bé gái 12 tuổi ạ. Ở với ai em? Dạ hiện tại bây giờ thì em ở với ba mẹ ruột của em à. À còn tức là con. Cháu cũng ở với bà con bà ngoại luôn ở hả? Chung với em luôn. Sao mà mười mấy năm qua mình không quen thêm mối tình nào nữa hết hả? Dạ thật sự thì cái hình ảnh ông xã của em nó rất là lớn trong em. Mãi đến 5-6 năm sau em mới giống như là em lấy lại được tinh thần á, là em chấp nhận là ảnh ra đi. Còn trước đó thì em không chấp nhận. Rồi sau đó thì em quyết định là em học kinh doanh. Và từ khi em đi kinh doanh thì em ra ngoài em tiếp xúc rất là nhiều người. Em thấy là mình không nên là để cho mình chìm vào trong quá khứ quá nhiều. Đúng rồi, cái việc gì nó qua luôn đi em. Bây giờ ngày hôm nay là ngày mà chúng ta bước qua một trang mới nè. Em cũng mong là vậy ạ. Rồi bây giờ bước qua một trang mới thì em mong muốn gặp một người đàn ông như thế nào? Cái người mà em muốn là một cái anh chàng có thể biết nấu ăn ạ. Không cần phải đẹp trai giàu có gì cả. Chỉ cần biết nấu ăn, biết chia sẻ. Một cái anh xã biết quan tâm em, yêu thương, chiều chuộng là được rồi. Nói vậy là không biết nấu ăn nha. Em biết nhưng mà cái em nấu ăn nó không ngon lắm. Nên là em thích cái anh xã của em sẽ nấu ăn ngon. Mỗi khi em đi làm về em thích ảnh nấu ăn. Xong rồi ảnh bảo là thức ăn ngon hay anh ngon. Thức ăn ngon hay anh ngon? Thức ăn ngon hay là anh ngon? Yêu cầu bên nhà gái về nhà trai đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Ra thì nấu ăn thì em cũng nấu được. Nhưng mà chỉ sợ là em nấu xong rồi bạn gái lại chê thôi. Nếu như mà anh nấu ăn không ngon thì em sẽ ăn anh. Anh nấu ăn không ngon thì em sẽ ăn anh. Trời ơi trời, cô giáo nói chuyện dữ dằn chưa? Nhưng mà anh nghĩ là anh mà nấu thì nếu như mà em có tình yêu với anh thực sự, thực lòng thì chắc chắn em sẽ ăn. Đúng rồi. Dạ. Chính xác vậy luôn.
miễn yêu nhau thấy ăn ngon à, còn không yêu có nấu ngon ăn cũng ngon nữa. Ngon hay không ngon không phải ở món ăn mà ở người nấu. Nhà trai thì sao, mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Em chỉ cần một người mà về ngoại hình ấy, thì là nhỏ nhắn, xinh xắn, da sáng một chút, cứ nhìn một chút, biết chia sẻ, biết quan tâm, đặc biệt nữa là dịu dàng và phúc hậu. Cô gái bên kia là có hết. Để tôi qua tôi coi coi, trắng một chút xíu, dễ thương chút xíu, ôi trời. Nhìn đi, trời. Vậy là quá chút xíu luôn rồi. Nhỏ nhắn luôn. Ừ, chào cô giáo. Em chào anh Linh. À, cô giáo dễ thương ha. Cái tinh thần của mình rất là trẻ trung bởi vì tiếp xúc với đứa nhỏ đó. Thành ra nụ cười lúc nào cũng tươi đúng không? Mẫu hình lý tưởng cao khoảng nhiêu? Cao chừng 1m68, 1m7 hoặc 1m72 là được ạ. Cao hơn đi. Ừ, cao hơn. Rồi hỏi cao hơn đi. Thôi vậy 1m75 đi chị Lan. Thôi vậy 1m75 đi chị Lan. Điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em theo như nhận xét của đồng nghiệp và sếp thì nhiều quá là nó nhiều lắm. Tự tin ha. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em nhớ dai. Thù dai không? Thường thường nhớ dai nó sẽ thù dai. Trời chết. Thù dài lắm nha. Thì cái này thì anh là ngược với em rồi. Tính của em nó là không dần ai được lâu. Mà em nó rất là nhẹ dạ. Ưu điểm của em nó là được cái là hòa đồng, nhiệt tình. Tính em có tính là dì hòa bí quý anh. Dì hòa bí quý ha. Dạ. Em là sống nội tâm. Thứ hai nữa là em lại không hút thuốc, biết ca hát một tí. Chúc mở màn nó hát nghe nha. Nhảy nhót đồ luôn không? Không. Bồ lô đồ lấy gì nhảy? Đặc biệt. Nhẹ nhẹ xì lô đồ. Thôi. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với lại các đồng nghiệp của em ạ. À, đồng nghiệp hả? Dạ. Trước tiên chào hai MC, em Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em thì Đức Thịnh, đồng niên cũng là đồng nghiệp của bạn Hùng. Chúng em làm ở công ty với nhau là 18 năm. Em chỉ muốn nói về bạn em thì là một người đàn ông có trách nhiệm. Bạn ấy cũng là một người con trai cả trong gia đình. Bố cũng mất sớm, có những em gái như bạn rất là trách nhiệm với gia đình. Với lại cả con trai của bạn ấy. Và sống với anh em thì rất là hòa đồng. Phía bạn gái thì trên đường từ Vũng Tàu tới đây thì cũng có chia sẻ 6 cái điều mà bạn Hùng bạn ấy muốn một người bạn gái hôm nay ấy, thì đạt được 5 điểm rồi. Đặc biệt là sinh năm 84 rồi nhỏ nhắn xinh gái là đúng đây rồi. Rất mong hai bạn có thể là sau cái buổi hôm nay thì được cái sự bắt tay của ông bà mai mối thì sẽ kết hợp một đôi. Xin dạ cảm ơn anh. Nhiều điểm quá ngồi cười quá trời buổi đó. Cười không là cười. Điểm cao cười quá trời cười. Em đi với ai nè Thảo? Em đi với chị họ của em ạ. Chị họ ha. Dạ. Rồi mai chị. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em xin chào toàn thể trường quay. Em là chị của Hương Thảo và cũng là đồng nghiệp. Đến với chương trình thì em mong muốn là Thảo sẽ tìm được một mảnh ghép phù hợp với cuộc đời của mình. Em thấy là người bạn trai này thì nói chung là cũng biết chu toàn chăm lo cho gia đình. Và về khả năng kinh tế thì chắc em nghĩ là có thể che chở và đảm bảo được cái cuộc sống cho Thảo sau này. Em hy vọng rằng sau cái chương trình này thì hai bạn có thể nắm tay nhau, tìm hiểu rồi có thể tiến xa hơn nữa ạ. Em xin hết. Cảm ơn chị. Được nắm tay nhau, dắt tay nhau, ta cùng nhau múa ca ha. Trời. Mở rào. Nhiệm vụ là của em đó. Rồi lớn lên nha. Tới luôn đi, tới luôn. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Hôm nay đến đây anh có món quà nhỏ tặng em. Quà lưu niệm của Vùng Tàu quê hương thứ hai của anh. Dạ. Và một bó hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng gửi tặng cho anh Hùng ạ. Anh cảm ơn em. Em muốn anh Hùng mở cái này ra xem được không? Em mong muốn là cuộc sống sau này của hai chúng ta sẽ ngọt ngào như vậy ạ. Cảm ơn em. Rồi bây giờ Hùng hát tặng bài mà. Hôm nay đến chương trình thì em xin hát một đoạn tặng cho quý vị khán giả trong đường quay nói chung và tặng riêng cô giáo nói riêng. Bằng lòng đi em về với quê anh, một phù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông giọng hò mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dâu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Hay quá. Bây giờ tới cô giáo hát nè. Dạ được luôn ạ. Được rồi. Luôn.
Anh ở chung với em là anh bao vui. Thôi chọn vị trí đâu. Buổi đầu gặp gỡ, giao lưu, tặng quà xong mình cảm nhận về nhau thế nào đâu, nói đi Hùng. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì... Anh ngoài sức tưởng tượng của em. Trong đầu em tưởng tượng là một anh chàng bụng to đầu hói. Gì vậy? Nói gì vậy? Gì vậy? Bụng tôi cũng bự, đầu tôi hói rồi. Tự nhiên nói xấu tôi đâu có tham gia câu chuyện gì đâu. Có nghĩa là em là trong tư tưởng là đang muốn là một bàn tay bùng to đầu hói đúng không? Dạ không có, nhưng mà trước có nói chuyện với chương trình đó nên em tưởng tượng anh là như vậy. Đừng có nhắc tới cái vụ mà bụng bự đầu hói. Hồi trước em có yêu cầu là 1m7 thôi, nhưng mà em nghĩ anh sẽ cao hơn 1m7 là anh đã vượt cái yêu cầu của em luôn rồi. Em thấy nó hoàn hảo. Thế còn anh có thể nói cảm nhận về em không ạ? Em là đúng với lại màu hình mà bạn gái anh yêu cầu rồi. Anh nghĩ là làm cô giáo mà cô giáo dạy trẻ mầm non thì anh nghĩ là tính tình chắc chắn là phải rất là nhẹ nhàng và dịu dàng rồi. Em cảm ơn anh ạ. Nếu như mà hôm nay em có bấm không? Trời ơi, anh gấp ghê vậy đó. Hả? Một chút nữa anh sẽ biết em có bấm hay không. Mình hẹn hò sao cho người ta hấp dẫn tao mới bấm chứ. Đúng rồi. Có Vũng Tàu, Bình Dương ở xa đó. Tính sao nè. À thì em nói về công việc của em tí. Em làm theo ca, cho nên lịch của em là tháng 30 ngày đó. Thì thực ra em chỉ có làm 8 ngày và 8 đêm thôi. Em làm... nói với Thảo á. Anh làm là làm 2 ngày, 2 đêm. Xong anh lại nghỉ 4 ngày liên tiếp. Cho nên là trong cái 4 ngày đấy thì anh có thể lên thăm em được. Hoặc là chúng ta có cơ hội thì chúng ta có thể đi du lịch hay là gì đâu đấy được. Từ Vũng Tàu đến Bình Dương thì cùng gần thôi. Em làm công việc nó thì em có thấy mệt không? Công việc của em mà nếu mà nó mệt thì nó cũng không mệt. Mà nếu nó không thì nó cũng không đúng. Thời gian của em là từ 6 rưỡi sáng, có khi là tới 5 giờ chiều hoặc 5 giờ rưỡi chiều em mới về nhà. Cho nên là lúc trước em có nói là em thích một người đàn ông biết nấu ăn là như vậy ạ. Thật ra em biết nấu ăn không phải là không biết, nhưng mà là em cảm giác em rất là thích khi em về nhà, em thích người đàn ông của em ở trong bếp. Cái đó thì anh đáp ứng được, miễn là em đừng có chê thôi. Thì giống như anh nói là yêu nhau, có tình cảm với nhau mà thì món ăn nào cũng sẽ ngon. Đúng rồi. Rồi giờ quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào? Theo em thì quan điểm hôn nhân gia đình thì như thế nào? Em thì đơn giản lắm, em không thích quản tiền của chồng. Em không thích quản tiền của chồng. Em không thích quản, nhưng mà anh có thể chung lo hết tất cả mọi việc trong nhà là được. Tức là không quản luôn hả? Ý là tiền điện, tiền nước, tiền bếp, tiền tả, tiền sữa, tiền cơm, tiền rau, tiền gạo, tiền mắm gì đó anh lo hết, em không quản. Khác gì đâu. Đơn giản quá. Em đơn giản. Nhưng mà cái đấy thì anh có thể đáp ứng được. Có thể là anh lo, nhưng mà anh lo đầu vào thôi. Còn đầu ra thì em từ lo. Bởi vì anh không thể giữ tiền được. Tất cả mọi thứ nó là anh giao hết cho vợ, cho bà xã. Cái này là anh giao hẹn trong chương trình luôn nha. Sau này là anh đừng nói là em không có kiểm soát của anh này. Đúng rồi, em chịu đúng nha rồi. Chắc chắn rồi. Hai người tính chỉ kết hôn chừng nào? Khoảng thời gian bao lâu thì kết hôn? Thì nếu như mà chúng ta mà có cơ hội hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được với anh? Nó tùy vào thái độ của anh và em. Tức là tùy vào khoảng thời gian mình tìm hiểu đúng không? Có thể là sau 2-3 tháng gì đó mà mình tìm hiểu với nhau, mình cảm thấy hợp với cuộc sống và suy nghĩ với nhau thì mình có thể đến. Thực sự thì anh là ở nhà cùng dồn. Bởi vì trong cái khoảng mà anh sống với lại vợ cũ thì lại bọn anh là ly thân là 5-7 năm nay rồi. Lúc đó thằng bé mới có 7-8 tuổi gì à. Mẹ với các em của anh á mới nói là không ở với nhau thì giải tán đi, còn giải thoát cho nhau, còn để mà lo cái việc sau này tương lai của mọi người mọi đường nữa. Thì anh cũng đã xác định nếu như mà chúng ta mà có tình yêu, có trách nhiệm và cùng một chí hướng, hai bên cùng nhìn một phía thì anh mong là chúng ta sẽ đi đến cuối con đường. Đây Hòa đây, đứng lên đây. Chuyện rất là quan trọng. Đứng lên đây. Đưa tay kia đây. Chúng ta sẽ chăm sóc con riêng như thế nào và chúng ta sẽ hướng tới có con chung như thế nào? Quan điểm của anh thì con chung con riêng đều là con. Miễn là anh thương con em thì chắc chắn con em phải thương lại anh. Làm cha làm mẹ thì đều phải có trách nhiệm đối với con cái của mình.
Đấy, thì còn em thì sao? Em là một người mẹ có rất nhiều đứa trẻ, cho nên là em nghĩ là em sẽ sống được với những đứa trẻ khác. Em có muốn chúng ta có thêm con được không? Nếu mà mình đến với nhau thì em vẫn thích có một bé gái nữa. Đúng với ý của anh luôn, bởi vì là anh cũng thích là có một công chúa nữa. Chúng ta về vị trí đi. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Một nụ hôn đầu tiên nữa. Có thể cho em hôn ảnh được không ạ? Được, trời ơi. Quá hay. Làm luôn. Không, ui. Em hôn trước đi, cô làm theo. Đó, giờ tới em làm lại đi. Nói được làm được. Dễ thương, nhón 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 là dễ thương quá à. Cặp đôi này gặp nhau chắc dễ thương lắm, rất vui lắm đó. Hy vọng ta sẽ chăm sóc cái tình cảm này, nó sẽ lớn lên theo năm tháng. Dạ em xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và dạ, tất cả mọi người ạ. Em là em chồng của chị Hạnh. Ngày hôm nay á, lần đầu tiên mà em mới thấy chị em rơi nước mắt. Thì cái điều đó làm cho em rất là xúc động. Tại vì thật sự em là người xúi chị em tham gia chương trình này. Dạ, thì thật sự á, là chị em ở nhà là một người rất là mạnh mẽ, vui tính và rất là kỹ tính. Thì chị em rất là chịu khó, em nghĩ là rất là phù hợp với lại cái mong đợi của anh. Dạ, và chị em thì dáng người cũng rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Dạ, thì em nghĩ lại rất phù hợp với anh bên đây luôn. Em thấy anh là người rất là điềm tĩnh, có cái sự sâu sắc và có cái cách giao tiếp có thể phù hợp với cái tính mà hơi nóng tính và thẳng tính của chị em. Em hy vọng rằng cái nhân duyên này nó sẽ kéo dài lâu. Và em nghĩ là anh chị rất là phù hợp và có thể bổ trợ cho nhau. Em ơi, em là em chồng. Em là em chồng của chị hay là chị là chị chồng của em? Chị là chị chồng của em. Trời ơi nghe anh... Dạ em hơi bị run, hơi bị liệu xíu. Rồi cảm ơn những chia sẻ của em. Rồi, anh đi với ai? Dạ mình đi với chú ruột. Xin chào chương trình, xin chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Tôi là chú ruột của cháu Hoàng. Cháu Hoàng là thật tính, cháu ít nói lắm, người không hiểu được là hay chết. Chú thấy là cô bên này là hoàn cảnh là hình thức thì cũng tạm được này, được này, rồi là hoàn cảnh giống nhau, rồi hai về bên là hai bộ trưởng như nhau chứ, thì là chú thấy cũng được, rồi cho nhau một cơ hội, thế thôi, xin hết. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ thì gặp nhau thôi. Dạ, mở rào. Bắt đầu đi em. Chào Hạnh. Anh chào anh. Đây là những sản phẩm anh là em và đặc biệt là bộ áo đôi. Mặc luôn nhỉ? Dạ. Mặc luôn đi. Đúng không? Phải, từ từ. Mình không dám can thiệp vô. Hình ảnh mặc áo cho nhau nó dễ thương lắm á. Đây là áo đôi có cái nhịp tim chung. Dễ thương quá. Em tặng anh chai nước hoa là như là một cái món quà để anh nhớ tới cái mùi hương của nó, cũng giống như là những cái nhớ tới em, nhớ những cái tình cảm chân thành nhất. Mình tặng anh. Cái từ trước thì anh cũng chưa dùng nước hoa đâu. Thời gian rảnh rỗi anh thường làm gì ạ? Hơn một năm nay anh không có thời gian rỗi, bởi vì một ngày anh phải online tới 4 hôm rồi, online học ạ. Em biết công việc anh rất bận như thế, thì anh có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc được không ạ? Thực sự là thời gian đi làm là nhẹ nhất. Còn thời gian ở nhà sắp xếp được là hình thức tới này này. Cái thời gian nào đi lấy hàng thì anh chạy, ví dụ lên Sài Gòn hoặc lên Biên Hòa. Em thấy nhà trai bên đây thì sao? Em thấy anh ấy siêng năng chăm chỉ đấy. Có ý chí nữa. Anh có tố chất để sau này là tương lai đó. Em cần sự chăm sóc, chia sẻ gì từ nhà trai chúng tôi? Em chỉ mong là anh ấy là quan tâm và thấu hiểu, chia sẻ mọi thứ trong gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho em. Em có tin rằng nhà trai tôi sẽ làm được? Em tin là anh sẽ làm được. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, bây giờ anh đứng dậy. Nào, chúng ta đến gần nhau chút xíu. Anh nghĩ rằng hai người đều chung một cái số phận hết. Giống như chú nói này đó, mỗi người
cũng có một cái nỗi đau riêng. À không, đẹp. Bây giờ chúng ta hãy quên đi những điều đó. Em thấy em thế nào mà mong muốn người vậy? Em thấy cô ấy là người thế nào, nói đi em. Quá tuyệt nha. Em cảm ơn anh. Anh nói thật sự là anh cũng nói hồi nãy, điểm yếu và điểm mạnh của anh hay làm thơ lắm. Dạ. Anh xin tặng em bài thơ. Dạ vâng. Anh làm thơ con cóc, nói hết góc trái tim, 3/4 anh sống, còn một góc đau em. Hay quá. Anh làm lâu chưa ạ? Hay là mới làm ạ? Mới. À, mới làm. Thực sự thì con người của anh nó còn nhiều cái để làm lắm. Nhưng mà cái cơm áo gạo tiền nó áp lực quá. Nó không còn cái khoảng thời gian, cũng không còn sức khỏe để mình làm những việc khác. Nếu như vậy thì anh có chấp được nhận được những cái ưu nhược điểm của em không? Nếu mà mình có duyên mà mình đến được với nhau á. Cái đó là cách ứng xử của những con người với nhau. Đã có tình cảm, đã tôn trọng nhau rồi á, thì nó sẽ có những cái cách ứng xử để diện, để hòa giải được tất cả mọi mâu thuẫn. Em mong cái lời nói của anh cũng khác với cái hành động của anh như thế. Nếu chúng ta cảm giác đây có thể là một nửa của mình thì bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không còn thời gian nữa, không cần bấm. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Có bấm hả? Có bấm chậm. Có bấm chậm thế. Nào. Rồi em bấm chậm hả? Không sao đâu. Bấm chậm. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc các bạn hạnh phúc. Không sao đâu. À, không biết bạn trai bên kia đã chích vaccine lần nào chưa? Trời đất. Anh chích nhiều lần lắm rồi. À, hôm nay anh gặp em là may á. Em có vaccine tình yêu này. Có vaccine tình yêu luôn hả? Đó. Em sẽ giúp anh thoát ế. Rồi, hôm nay không mấy đưa đây tôi chích giùm cho hai bạn luôn. Hai bạn thoát ế luôn. Em có rồi. Em có rồi, em dạ. Chích chưa? Chích rồi nên chích mới rồi. Lên chương trình này. À rồi, vậy là ngồi nữa chích cho anh đó thôi là, dạ, là thoát rồi. Ế đúng không? Dạ. Rồi. Bạn có mấy mối tình rồi bạn trai? Dạ em thì có một mối tình kéo dài khoảng hơn 3 tháng. Nhưng vì cái tính cách của em và bạn nữ không hợp nên là không đi. Có 3 tháng thôi hả? Cũng 3 tháng. Chưa có gì sâu sắc lắm. Thôi, bây giờ mình tìm mối tình này là mối tình đầu, coi như đầu tiên và cũng là mối tình cuối luôn đi ha. Em hy vọng vậy. Hy vọng như thế. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một cô gái cao 1m50 đến 1m60. Rồi, có luôn. Khuôn mặt thì gọn gàng. Tóc dài thì quá tốt. Rồi, có luôn. Có luôn hả chị? Có luôn. Cái gì cũng có hết. Tiếp đi em. Rồi về tính cách á, thì em thích một người con gái có sự đồng cảm, có tính tự lập. Bạn ấy, cô gái ấy nên trung thủy và trung thực. Như đó thôi ạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Không thích thì nó sẽ ngược với lại những cái điều em thích. Tức là bạn ấy không có biết đồng cảm, không biết lắng nghe, không biết chia sẻ. Rồi không trung thủy hoặc là không thật thà, trung thực. Rồi, thế còn em gái, em muốn một cái mẫu người bạn trai mình như thế nào? Cái người lý tưởng của mình như thế nào? Em nghĩ là một người đàn ông mạnh mẽ, có biết quan tâm chia sẻ với người khác và trung thủy trong tình yêu. Thế là em thích con trai không bị hói. Không bị hói? Dạ, nhiều. Có gì không thích nữa không? Cái gì em không thích ở người bạn không trai? Không thích con trai hút thuốc. Với lại uống quá nhiều rượu bia và lăng nhăng. Không hút thuốc, không rượu bia, không lăng nhăng, không đầu hói. Còn cái gì nữa không? Mà nói luôn qua coi nè. Thích có nhiều lông tay á. Thích hay không thích? Thích ạ. Thích có nhiều lông tay. Có anh Quyền Linh luôn. Cởi áo ra. Lông tay rồi anh ơi. Cởi áo ra. Chắc vậy thôi. Rồi có vậy gì thôi ha. Dạ. Trời ơi, ta nói không có cộng nào hết. Gì kỳ vậy? Cô ấy thích nhiều lông tay mà không thích đầu hói. Nếu mà người ta có lông tai thì làm gì người ta hói. Người ta không có lông tai người ta mới hói. Nó không mâu thuẫn với nhau quá. Này không có lông tai mà không có hói. Dạ có chị. Có hói. Có hói luôn hả? Có lông tai không có bị hói. À. Có mà nó ít.
có hói chút chút từ từ đó, nguy cơ hói rất cao. Vậy mà có người nhiều lông tai vẫn hói. Bây giờ nè, chưa có mối tình nào mới yêu đơn phương như vậy là chưa có hôn lần nào phải không? À, dạ. Bữa nay hôn không? À, chắc là hôn má. Đúng rồi, chứ em muốn hôn gì? Trên đây chỉ cho nhiêu đó thôi. Dạ. À, bây giờ chị hỏi thiệt nè, nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là phải tìm hiểu chắc là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng tới 1 năm ha, để chị hỏi thử coi. Em trai, nếu như bây giờ mình được thì khi nào em tính là hôn nhân là phù hợp? Em thì cái dự định của em thì 1 đến 2 năm. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái thời gian mà hai người khi mà gặp nhau á, họ có tâm đầu ý hợp hay không. Còn cái việc mà cái thời gian nó sẽ có thể rút ngắn lại. Bình thường thì lúc rảnh rỗi thì cái sở thích của em là gì? Em đặc biệt rất là thích chụp ảnh, thích đi phượt, thích làm từ thiện, thích hát. Chụp ảnh là chụp nhiều. Chụp cảnh hay mình đi chơi hay là chụp người, chụp chân dạ, dung? Chụp chân dung, chụp à, cảnh. Rồi em chụp ai thường chân dung là em chụp người nào? Chụp bạn bè, chụp những cô gái mà em làm quen kết bạn. Trời ơi, chụp nhiều cô gái lắm rồi hả? Dạ, có thể nói vậy. Hả? Em có ghen không em? Em bạn thì... trai mình chụp hình nhiều cô gái lắm, em có ghen không? Em nghĩ ghen hay không là do người bạn trai thể hiện để mình biết thôi. Em có chung thủy không em? Em chắc chắn là em sẽ chung thủy. Hy vọng bữa nay em có thêm một người mẫu ảnh đẹp nữa nha. Dạ. Nhưng mà cái này chụp hình cưới luôn đó. Cưới luôn. Được luôn chị. Được nha. Mà khi chụp hình cưới rồi là cũng bớt chụp mấy cô kia lại nha. Dạ chắc chắn rồi. À, chứ như chị là chị cũng không có chịu đâu á nha. Bên đây bạn gái là thích chụp hình tự sướng, bây giờ có anh này anh chụp hình về cho mình. Dạ. Trước khi anh qua bên kia anh coi mắt đàn gái á, em chụp anh tấm hình coi anh kiểm tra coi được không rồi anh qua anh thông báo anh kia. Dạ tùy thuộc mẫu đó anh. Chụp anh tấm chân dung coi. 90% là phụ thuộc vào mẫu. Chụp đẹp nha. Chụp sau tươi hình nha. Ngầu lên anh. Được rồi. Mặt chụp mặt sao buồn vậy? Mặt ngầu. Mới chụp cái mặt vui lên chứ. Rồi cũng có nét lắm. Còn rồi nét. Để tôi qua tôi coi đàn gái coi làm sao. Chào anh. Ô trời con gái dễ thương quá. Em ngưỡng mộ anh lâu. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh bên đây chụp hình nét lắm nhưng mặt dạ. Hơi buồn. Tại vì anh buồn quá. Em có thích một người đàn ông đó rất là phong trần đi chụp hình hết cô này cô khác này kia không? Tại em cũng thích chụp hình tự sướng nên có một người đi chụp hộ mình cũng tốt. Anh đâu có chụp cho em đâu, chụp nhiều cô khác em tự sướng thì tự em sướng thôi chứ. Đúng không? Anh đi chụp dạo mà. Đấy, cái khổ vậy đó. Mình thích người chụp hình nhưng mà ta đi chụp hình nhiều người khác không à. Làm gì để có thể giữ một chàng trai gọi là hơi lãng mạn phong trần như thế? Em cũng thích nha, đàn ông lãng mạn một chút. À, dạ. Thích vậy hả? Dạ. Ừ, thích vậy là được đó. Này đi chụp hình suốt luôn á. Nếu mà hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu em đồng ý anh kết hôn? Em nghĩ là phải qua tìm hiểu, hiểu được nhau. Nếu mà cảm thấy có thể đến được với nhau thì từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 5. Rồi, cảm ơn em nha. Yeah. Đàn gái quá ok. Ráng nha, bên kia là được lắm á. Hot girl anh. Thôi mình hỏi ý kiến người thân coi hôm sao. Hôm nay em gái đi với ai? À, em đi với chị gái em. Đi với chị gái. Em chào anh Quân Linh, chị Cát Tường, chào em trai và toàn thể quý vị khán giả. Em là chị gái của Nhung. Thì tính cách của Nhung thì hiền, ít nói, mà em thấy bạn trai này là khá là năng động. Chắc chắn là nếu mà được thì là rất hợp với Nhung ạ. Vậy thôi em hả? Rồi, cảm ơn em. Gọn, nội dung nhanh gọn lẹ. Bạn trai đi với ai? Dạ em có đi với sếp cũ của em là chị Trang và chị gái họ của em, chị Văn và ông xã của chị, anh Chắc. Rồi, đại diện chào mình... MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mình là Trang, mình đến đây ủng hộ cho bạn Dương. Thì Vương đó rất là hiền, điềm đạm.
Trong công việc thì em nó làm việc rất là có trách nhiệm. Đặc biệt là Vương có tinh thần cầu tiến rất cao. Còn về bạn gái bên này, Vương ơi, rất là dễ thương. Còn Vương thì hợp với những cái yêu cầu em đưa ra đó. Thì hai em tới đây cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và có thể là mình đi xa hơn. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu gặp nhau nha. Mở rào. Em cảm ơn quà tặng em. Cảm ơn anh. À, em cầm. Để anh làm cho em vài tấm hình. Em ngồi xuống đi. Tôi né là chứ tự nhiên tôi làm bách rau sao được. Dạ đúng rồi chị. Ờ em đứng. Đứng nữa. Ừ. Thôi để em đứng gần đây nha. Okay. Tôi né nữa. Em tựa nhẹ vào cánh hoa đi. À đó. Chụp đi. À, chắc như đó thôi. Để lần sau. Chụp đi thoải mái, chụp tới sáng đi. Không được. Đưa coi hình coi. Rồi đẹp lắm anh ơi. Còn, không. Chụp hình gái đẹp thiệt mà chụp hình tôi ngọt cũng đúng không? Chán thiệt chán luôn rồi, được rồi. Giờ nói chuyện đi để thấy hai tấm hình so lên rồi thấy một trời một vực luôn rồi đó. Anh thấy em thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì em rất là xinh. Nhưng mà còn tính cách thì phải qua quá trình tìm hiểu nữa. Anh nghĩ sao về tình yêu? Tình yêu? Thì tình yêu theo anh á thì nó là một chặng đường. Nó không phải là một cái đích đến. Nên là cho dù cái chặng đường nó có khó khăn thế nào á thì chúng ta cũng cần phải cùng nhau để vượt qua. Cảm ơn anh. Anh muốn hỏi em một số câu. Anh cứ hỏi đi ạ. Ví dụ như là một tuần đi thì anh, nếu mà chúng ta chính thức hẹn hò thì em mong muốn là anh nhắn tin cho em mỗi ngày, hay là muốn cuối tuần anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, đi một nơi nào đó thật xa để chỉ có hai ta và thiên nhiên thôi. Em nghĩ là nhắn tin cũng tốt, đó là sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Còn một tuần gặp nhau một lần thì sẽ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau, tại vì mình đang tìm hiểu mà. Rồi còn nếu mà trong trường hợp á, ví dụ như anh dành thời gian ở bên cạnh em để có thể là nấu ăn hoặc là chia sẻ cho em những vấn đề ABC gì đó, hoặc em thích như vậy hơn, hay là em thích anh dành ít thời gian cho em nhưng mà tặng quà nhiều cho em? Em thì sống tình cảm nên em sẽ thích những cái đơn giản và giản dị, là gặp nhau rồi nấu ăn, rồi chuyện trò, rồi mình đi chơi những địa điểm mà mình thích. Còn tặng quà thì nếu mà anh lãng mạn hơn thì càng tốt. Anh không lãng mạn lắm nhưng mà anh sẽ học. Em có thích đi phượt hoặc là đi tham gia hoặc từ thiện không? Có, em thích lắm. Dạ. Vậy sau chương trình này mình đi nha. Anh còn gì hỏi em nữa không? Ta quan niệm về thế nào về con cái, về hôn nhân gia đình? Theo em thì em thích cũng thích đông con, nhưng mà cái đó cũng tùy vào nhiều cái điều kiện, ví dụ như điều kiện kinh tế hoặc là điều kiện gia đình nó cho phép không, thời gian của mình có cho phép dành cho con gái nhiều hơn hay không. Em sống khá là cởi mở, hòa đồng. Em có thể giúp cho người bạn gái hoặc là người vợ của em sau này mọi việc trong gia đình. Tại vì em sống tự lập khá lâu rồi, mười mấy năm nay rồi. Em có bài hát tặng anh. Anh nói tên để anh biết anh còn hát cùng. Dạ. Bài hát tên gì? Thắm tình duyên quê. Anh có thuộc không?
thấm tình duyên quê. Hát câu đầu nghe. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp, đẹp với tình ngây thơ. Rồi vậy đó. Rồi bạn Nam mình hát tặng lại. Thì em đến đây á, anh đến đây á thì rất là mong muốn gặp được một nửa của mình, của đời mình. Nên là anh nghĩ là cái tình yêu nó có thể bắt đầu ở nơi đây, thì nên là anh sẽ tặng em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Quý vị khán giả có muốn hát cùng với em không? Mình hát sao anh? Ta quên nhau. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm, đêm có hay. Lại. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài. Chỉ còn ta với con tim khô cằn giá băng. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm hôm nay bỗng nhiên anh lại thấy em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, em đã cho anh người ơi. Hát mà hồi hộp cũng chết luôn vậy đó. Làm gì đâu, làm quên, giật lên xuống. Dạ, một câu quên. Cuối cùng phải chốt lại. Giờ qua trước khi ấy, qua kiểm tra coi giống như em mong muốn không? Lông và tóc. Em tiến lên em qua em đưa cho cô kiểm tra. Rồi á, mình sẽ chốt rồi, luôn. Rồi, kiểm tra kỹ coi. Có gì không? Không có lông. Bậy. Tóc vậy. Nhưng mà tóc không? Nhiều. Rồi. Có nguy cơ hỏi. Được không? Dạ, được. Sao em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À dạ. Yeah. Đó, giàu lắm luôn đó, thấy không? Rồi đó. Thôi, chúng ta nói một câu gì đó rồi mình quyết định bấm nút. Một câu cuối cùng. Trong lòng ta em hiện tại. Em nghĩ hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau là có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em hy vọng mình sẽ... Trong tương lai mình sẽ có cơ hội để... đến với nhau. Anh thì anh đến đây cũng mong muốn tìm được một nửa yêu thương của mình. Thì anh hy vọng là chúng ta sẽ cùng cho nhau một cơ hội để hẹn hò, sau đó tìm hiểu nhau nhiều hơn và sẽ cùng đi lên một con đường. Nên là hy vọng là em sẽ bấm nút để hẹn hò. Rồi, có thời gian. Rồi, đặt tay vào để nút bấm nha hai bạn. Bấm đi các bạn. Đây. Chúng ta để tay nút bấm, suy nghĩ thật kỹ. Đây ạ. Bấm nút là phải có trách nhiệm với cái bấm nút của mình nha. Bấm nút là các bạn phải làm theo tất cả những gì các bạn đã nói với nhau nãy giờ. Bấm nút là trao cái duyên với nhau. Suy nghĩ đi các bạn. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ điều đó. Rồi, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Em bấm rồi mà. Rồi, chúc mừng. Đeo máy ảnh vô. Rồi, nắm tay nhau đi. Đứng xích vào đây. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng gửi tặng các bạn để xem phim, để hiểu nhau, tâm sự nhiều hơn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Có thể nắm thôi nắm tay.